Bạn có biết điểm độc đáo của hệ thống Gatefly CRM là gì không? Các doanh nghiệp thường có xu hướng sử dụng rất nhiều phần mềm, nền tảng để quản lý nghiệp vụ của mình như kịch bản chăm sóc tự động, quản lý kho, quản lý danh sách khách hàng, quản lý kế toán, quản lý tổng đài, quản lý email SMS, quản lý lead và chiến dịch marketing. Điểm bất cập của mô hình này là không chung nguồn dữ liệu, khiến việc nói chuyện với nhau giữa các nghiệp vụ gặp rất nhiều cản trở. Bạn nghĩ sao khi các nghiệp vụ trên được kết nối vào một nền tảng, đặc biệt là nguồn dữ liệu chung, liên thông giữa các phòng ban, lấy khách hàng làm mấu chốt trung tâm? Marketing mang lead về, tạo thành khách hàng tiềm năng, phân loại khách hàng theo nhóm và mối quan hệ. Sale sử dụng nguồn dữ liệu của marketing để bán hàng hiệu quả. Kế toán dựa vào dữ liệu đơn hàng từ sale để tổng hợp doanh thu. Tất cả nguồn chi phí đều được quản lý dựa theo thông tin nhà cung cấp cụ thể trên nguồn dữ liệu chung. Phòng chăm sóc sau bán dựa vào dữ liệu của sale và kế toán để nắm được thời hạn mua hàng, thời gian bán lại, truy xuất lịch sử chăm sóc khi có khiếu nại từ khách hàng. Bộ phận kho vận dựa vào đơn hàng và phiếu yêu cầu xuất kho để biết chính xác địa chỉ đơn hàng cần cung cấp. Tất cả quy trình trên đều liên thông với nhau, khiến cho tốc độ xử lý nhanh gấp 5 lần và từ đó hiệu quả công việc cũng được nâng cao hơn rất nhiều. Đừng tìm kiếm nhiều nền tảng. All-in-one chỉ có thể xuất hiện ở phần mềm Gatefly.